MB Private. Beyond business, beyond banking. Trong làng golf Việt, có lẽ không ai là không biết đến cái tên Phạm Minh Đức. Trên hành trình hơn 20 năm gắn bó với golf của mình, anh đã tạo ra những dấu mốc đáng nhớ và đáng tự hào. Đến thời điểm hiện tại, Phạm Minh Đức là huấn luyện viên Việt Nam duy nhất sở hữu tấm thẻ thành viên danh giá PGA Úc. Bắt đầu chơi golf từ năm 13 tuổi, trong những lần theo bố lên sân, trái với suy nghĩ rằng mình chỉ chơi thử để cho biết, dần dần Phạm Minh Đức đã bị cuốn vào bộ môn này từ lúc nào không hay. Sau một lần làm quen rồi thì cũng muốn trở lại lần thứ hai, đến lần thứ hai rồi thì lại tiếp tục các lần khác. Thế là hai bố con và các bác các chú cứ đi đi về về, hồi đấy mọi người ai cũng mê. Thế nên là về sau thì thành chơi golf thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam, Phạm Minh Đức đã lên đường sang Úc du học, mang theo những mong muốn và kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Khi đó anh có handicap là 4.0. Ngày đấy thì mình cũng thi đấu được một thời gian, cũng chơi golf thì đúng hơn, thi đấu ở những giải trong nước, nhưng mà lúc đấy giải chuyên môn thì không có, chủ yếu là các giải phong trào. Thì lúc đấy bố mình có muốn mình đi thi đấu theo con đường chuyên nghiệp, mẹ thì lại muốn đi theo con đường gọi là học hành. Và chính vì thế nên là khi mà tìm một cái trường ở bên nước ngoài thì cả hai quyết định một cái trường mà cho mình cơ hội học cả hai, có nghĩa là đầu tư để học trước. Và nếu như cảm thấy mình chơi tốt và muốn thi đấu sang chuyên nghiệp thì vẫn còn cơ hội sau đấy. Có thể nói PJ Phạm Minh Đức có một xuất phát điểm tương đối thuận lợi khi đến với golf. Thế nhưng nếu như không có sự nỗ lực của bản thân thì tất cả cũng chỉ là con số 0. Những ngày chân ướt chân ráo đến Úc, Phạm Minh Đức phải học cách để thích nghi với cuộc sống mới. Ngoại trừ ngôn ngữ là thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thì tất cả mọi thứ đều mới mẻ xa lạ. Úc là một đất nước mà mình nhận ra luôn là một đất nước rất là rộng và văn hóa phương Tây thực sự rất là khác. Không nhiều người như ở Việt Nam, nước Úc dân số ít hơn nhiều. Trên sân golf mọi người đánh thì không có cái đi. Thì tất cả những cái đấy mình cần làm quen với cái môi trường mà nó rất là khác, nó rất là phương Tây. Và thực ra cũng không quá khó khăn để mình hòa nhập. Nhưng mà cũng có nhiều cái khó khăn trong suốt thời gian mình tập luyện như vậy. Một cái đơn giản nhất thôi, đấy là ngày xưa mình sang đấy thì chưa có điều kiện để thi lấy bằng lái xe và chưa có xe để di chuyển. Mà bên Úc thì nói đến chuyện di chuyển bằng phương tiện ô tô thì nó là điều tất yếu. Chưa kể đến việc mình chơi golf còn bộ gậy các thứ, thế nên là không thể tính chuyện xe đạp hay xe máy được. Di chuyển các sân rất là xa, tại đất nước cũng rất là rộng. Thế nên là đấy là một vấn đề mà mình đã vướng phải trong tương đối nhiều năm. Mỗi khi di chuyển lại phải gọi nhờ bạn bè, và đôi khi chuyện gọi taxi đi để mà đi tập thì là chuyện thường xuyên, mà dẫn đến những cái hệ quả về chi phí đấy. Thế nên là với một cậu sinh viên lúc đấy thì đấy là những cái khó khăn, nhưng mà bắt buộc phải qua thôi. Tại Úc, Phạm Minh Đức theo học chuyên ngành quản lý thể thao tại Đại học Griffith và quản lý sân golf tại Học viện PJ International Institute. Sau khi tốt nghiệp năm 2008 và đứng đầu bảng tổng điểm Order of Merit tại PGA International Golf Institute, anh đã quyết định ở lại và luyện tập với mục tiêu được nhận vào chương trình thực tập chuyên nghiệp, đào tạo hội viên của PGA Academy. Đón nhận tin vui cuối năm 2010 khi là một trong hơn 20 người qua vòng thi tuyển, anh bắt đầu sự nghiệp của mình và về nhì tại giải đấu đầu tiên với tư cách chuyên nghiệp Palm Meadows Pro-Am vào năm 2011. Tuy không có nhiều đam mê dành cho thi đấu, nhưng anh cũng đã có 4 lần lọt vào top 5 tại các giải đấu Pro-Am mùa giải 2011. Trong suốt quá trình đào tạo, Phạm Minh Đức đã làm việc tại một trong số những sân golf hàng đầu bang Queensland là Royal Pines Resort và cũng luyện tập với người thầy lâu năm Mark Gibson, chủ tịch PGA Australia. 4 năm làm việc tại Royal Pines Resort đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành quản lý sân golf, cũng như tiếp cận những phương pháp tập luyện hiệu quả và có hệ thống. Thật ra sân golf Royal Pines là một sân golf rất là có tiếng của bang Queensland. Và lúc đấy, đầu tiên là mình xin việc ở đấy cũng hơi có khó khăn một chút, bởi vì là những vị trí cho những cái vị trí về công việc của sân golf ở bên nước ngoài là không có nhiều. Và lúc mình xin thì họ cũng đã ký lịch rồi, tức là không cần thêm nhân viên.
thì mình có làm thêm ở một ở phần khách sạn ở bên trong sân golf như một sinh viên làm thêm thôi. Cho đến khi mà cái sân đấy có một cái điểm hay ở sân Royal Pines, đấy là hàng năm họ tổ chức một cái giải rất lớn của golf nữ Úc, giải LPGA của Úc, đấy là giải ANZ Ladies Masters. Thế thì khi mà diễn ra cái giải năm đấy thì mình có xin họ là cho mình sang để hỗ trợ và giúp việc và không lấy công, coi như là để mình hỗ trợ và xem cách tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp nó là như thế nào. Và đặc biệt là lúc đấy mình tham gia được vào giải có thể là chỉ là rửa xe hay gì thôi, thì mình quan sát được các golfer chuyên nghiệp và học được rất nhiều từ họ. Thế thì sau quá trình đấy thì hết một tuần đấy thì họ chính thức nhận mình vào làm việc chính thức, và lúc đấy mình bắt đầu học được rất nhiều thứ khi làm việc thường xuyên ở trong môi trường như vậy. Cái mà mình học được nhiều nhất đấy là có lẽ là yếu tố về con người. Và cái yếu tố con người đấy nó giúp mình rất nhiều, tại vì xung quanh mình nhiều người giỏi như vậy thì mình tập cùng người ta hay mình nói chuyện cùng người ta, với mỗi người mình gặt hái được một vài cái gì đấy, học hỏi được từ họ và sau rút nhiều kinh nghiệm. Thế nên có lẽ mình khá là may mắn khi mà được làm việc ở cái môi trường như vậy, tại vì không phải sân golf nào cũng có nhiều hội viên PGA member như thế, cũng như là sân golf nào cũng có cái đẳng cấp như vậy ở bang Queensland. Thay vì ở lại Úc, Phạm Minh Đức đã quyết định trở về Việt Nam năm 2012 và là người Việt Nam đầu tiên sở hữu tấm thẻ danh giá PGA Úc. Anh đã nhìn thấy những tiềm năng phát triển của golf tại quê hương. Vậy thì mình đi sau người ta lâu quá và cơ hội mình vẫn còn. Đấy, mình ở Úc mà mình học được những cái gì nó xảy ra khi mà golf lúc nó đạt đến đỉnh cao và đang trong quá trình chuẩn bị thoái trào, trong khi golf Việt Nam lại đang đi lên. Vậy thì gần như mình đang đón đầu được những cái gì diễn ra ở Việt Nam. Tất nhiên là môi trường rất là khác và thị trường rất là khác, con người cũng vậy, nhưng mà mình biết được là golf Việt Nam sẽ có những hướng đi nhất định như thế nào. Đấy, lúc mình về thì cơ hội rất nhiều, từ sân golf đang mở ra, sân tập đang mở ra, cho đến dạy golf hay là đến mảng dụng cụ hay bán hàng, tất cả lúc đấy còn đang rất là mới, chưa định hình được như bây giờ. Thế nên lúc đấy mình về có lẽ là quyết định khá là sáng suốt. Bên cạnh công việc huấn luyện viên, khi có cơ hội, Phạm Minh Đức vẫn tham gia các sân chơi chuyên nghiệp như SLC Vietnam Master 2017. Thi thoảng người ta thấy anh trong vai trò tình nguyện viên của các giải đấu lớn, và anh còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm góp phần phát triển phong trào golf tại Việt Nam. Cùng với golf, Phạm Minh Đức còn có một niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh. Một cách tự nhiên, phần lớn các tác phẩm của anh đều liên quan đến sân golf. Đến bất kỳ sân golf nào, ngoài trải nghiệm chơi golf, anh luôn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Và nếu có ai đó nói rằng những người chơi thể thao đều rất khô khan, thì điều đó cũng hoàn toàn không đúng với Phạm Minh Đức. Dù là bất kỳ công việc gì, chơi golf, dạy golf, nhiếp ảnh hay chơi đàn, ở Phạm Minh Đức, tất cả đều đầy nhiệt huyết và đam mê.